Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Ngọc Vlog. Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và khám phá một khu du lịch rất là nổi tiếng ở Vĩnh Lộc, đó là khu động Tiên Sơn. Thì quý vị và các bạn thấy mình đang đứng tại cái vị trí mà đường đi vào động Tiên Sơn khoảng vài trăm mét nữa thôi. Thì với một cái không khí và cái thời tiết rất là đẹp trời như thế này thì quý vị và các bạn thấy khung cảnh ở động Tiên Sơn ngoài phía ngoài này thì hiện nay tư nhân đã vào đây để đầu tư cũng như là để xây dựng một cái khu du lịch nổi tiếng ở huyện Vĩnh Lộc. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và khám phá xem là khu di tích này nó có điều gì lý thú hay không. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện tại mình đang đứng ở ngay chiếc cầu Trao Duyên. Thank you.
quay. Và các bạn thấy là bây giờ mình đang đứng ở ngay dưới chân núi của động Tiên Sơn. Thì bây giờ mình sẽ lên phía trên. Đấy, có cái tiếng rất là nhiều người đang đi lên tham quan như vậy. Thì quý vị các bạn sẽ được khám phá thông qua cái ống kính của mình. Thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái bước chân của mình đi lên động Tiên Sơn này. Đây quý vị và các bạn thấy mình đang đứng ở ngay dưới chân của động Tiên Sơn, ở ngay dưới chân núi. Thì ở phía trước ống kính của quý vị và các bạn thấy đây là một cái nhà hàng rất là đẹp, rất là lãng mạn. Thì quý vị và các bạn khi mà đến đây sẽ được thưởng thức những món ăn ẩm thực và đặc biệt là những món ăn đặc sản của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì rất là mong quý vị và các bạn khi mà đến đây thì quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức cái không khí, đặc biệt là ở ngay phía trước của nhà hàng thì quý vị và các bạn thấy là có những cái dòng sông rất là nhỏ thôi, rất là yên lặng nhưng mà rất là lãng mạn. Đây quý vị và các bạn sẽ đến với con thuyền đi tới đây. Và sau khi cập bến thì chúng ta sẽ bước lên trên đây. Chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ẩm thực. Và bây giờ mình sẽ đi lên trên động Tiên Sơn. Có lẽ là mình ước tính là không biết là có đến 500m hay không nhưng mà rất là cao. Và bây giờ mình sẽ đi lên để cho quý vị và các bạn cùng khám phá. Rất là cao, có lẽ là mọi người sẽ đi rất là mỏi chân đây. Đó. Mình sẽ cố gắng quay toàn bộ cái quá trình mình đi lên bậc thang. Đây là những cái chiếc bậc thang này làm từ bằng đá các bạn nhé. Ở cả hai mặt, mặt nền và mặt đứng đều là được ghép bằng những tấm đá nhỏ. Tuy nhiên thì rất là rộng rãi và rất là thoải mái, chúng ta có thể lên. Và ở phía ngoài, bên phía vực thì có lan can bằng sắt rất là chắc chắn. Nhìn từ trên cao thì quý vị và các bạn thấy rõ nét rằng là một cái khung cảnh núi rừng trùng điệp và rất là đẹp. Ở phía ngay đối diện của động Tiên Sơn có một cái ngọn núi rất là đẹp. Đó, các bạn thấy rất là đẹp không? Mặc dù bây giờ là bằng chiều rồi nhưng mà không khí rất là đẹp, mát mẻ. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp. Có lẽ là rất là mệt các bạn. Nếu chúng ta đi không quen có lẽ là rất là mệt. Đấy, các bạn thấy tiếng thở của mình. Lâu lắm rồi mới được đi lên trên cao như thế này.
Trong chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào đầu Thiên Sơn này để cho quý vị và các bạn cùng khám phá. Vì phía ánh nắng chiếu vào ở ngay phía miệng cầu thang của cửa hang này thì cửa hang này rất là đẹp. Đấy, ánh sáng rất là rõ nét. Nhưng mà bây giờ vào trong thì không biết là ánh sáng nó có đủ để chiếu hay không. Đó, bây giờ vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống ở đây. Ánh sáng hơi tối rồi. Hình tượng này mình khám sát như có. Đây chính là hình tượng của bà Phật Bà Quan Âm Bồ Tát. Đấy, mình đoán là chắc chắn là chính xác. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng lại để cho mọi người cùng theo dõi. Ánh sáng hơi tối, không đủ ánh sáng các bạn ạ, rất là tối. Đây cho mọi người nhìn lại, đây chính xác là Phật Bà Quan Âm đang ngồi trên tòa sen, đó. Người ta bố trí rất là nhiều cái ánh sáng đèn ở các góc khác nhau, tạo nên rất là nhiều màu sắc rất là đẹp. Tuy nhiên thì do mình không có đèn chiếu để quay cho quý vị và các bạn thấy rõ, nhưng mà quý vị và các bạn cũng thấy được những lớp nhủ rất là lâu rồi. Đây là đoàn người đang đi tham quan. Mặc dù đi rất khó khăn, nhưng mà khách du lịch vẫn đến đây rất là nhiều. Tối om. Được. Đấy các bạn chú ý là ở phía dưới rất là sâu, có những đoàn người đang đi từ trong cửa hang ở phía đáy đi lên. Đấy. Nhưng mà do tối quá mình không thể quay được. Và các bạn thông cảm, rất nhiều nhúng đá rất là đẹp. Anh có đông sâu nữa không anh ơi? Ôi trời ơi. Ô nhưng mà chẳng có ai ở đấy chứ anh. Dạ
Có còn ai dưới đây không? Còn anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.